Ngày sinh nhật thường chúng ta hay tổ chức linh đình cho con cháu. Nhưng chúng ta quên mất cái ý nghĩa giá trị mà rất lớn của cái lễ sinh nhật. Ngày sinh nhật tổ chức ở nhà hàng lớn hoặc là tổ chức ở nhà cũng rất hoành tráng. Nhưng chúng ta quên mất một cái rất là quan trọng. Đó là ngày sinh nhật là tại sao lại có ngày sinh nhật? Ngày sinh nhật là gì? là ngày chúng ta ra đời. Ngày kỷ niệm chúng ta ngày ra đời, ngày nhớ chúng ta ngày chúng ta ra đời. Vậy thì ai sinh chúng ta ra đời? Mẹ chúng ta sinh chúng ta ra đời. Phải nhớ cái ngày này để biết được cái công lao sinh thành dưỡng dục của mẹ, của cha lớn như thế nào. Đây là cái cơ hội để chúng ta giáo dục con cái để nó biết cái tri ân lòng biết ân, lòng hiếu thảo với cha với mẹ. Nhưng người lớn chúng ta lại rất nhiều người quên mất cái đấy. Trẻ con bây giờ là nhớ đến ngày sinh nhật là gì? Nhớ đến bánh, nhớ đến quà của con. Sắp tới sinh nhật con rồi bố mẹ tổ chức con sinh nhật ở đâu? À, có quà gì cho con? Đúng không ạ? Nó sẽ nhớ cái điều đấy. Nếu chúng ta nói cho nó biết được là cái ngày sinh nhật là ngày của mẹ vất vả vô cùng để sinh ra con. 9 tháng, có người hơn 9 tháng mang bầu để sinh ra con. Nên nói cho nó rằng, giả sử nhé, một giả sử. Con mang quả trứng gà mang theo người. Cả một ngày trời, con có làm bể không? Làm vỡ không? Một ngày, một tuần, một tháng, con thử làm xem. Con mang theo người đâu Chưa nói là trong bụng Khi mang bầu mẹ thì bụng to như thế này Thế nhưng bây giờ con thử mang một trứng gà Con đút vào người thôi, mang theo người đâu, Con cảm thấy thoải mái không? Con có giữ được cho nó nguyên vẹn Sau một tháng, hai tháng không? Thử cho nó làm thầm xem Hãy nhớ đấy Cái công lao của cha mẹ Hãy cài đặt trong cái suy nghĩ của nó Rằng là cái ngày sinh nhật của nó Nó phải nhớ đến cái ngày sinh của mình mà bố mẹ đã vất vả 9 tháng mang thai mình Vất vả như thế nào Rồi ngày sinh nở mình như thế nào Ai mà sinh mổ thì sẽ biết Khi mổ xong thì làm sao Đau vô cùng đi lại khó khăn Người mẹ mà sinh Đẻ thường thì sao Cảm giác đau lớn như thế nào Hãy tả cho con, hãy kể lại cho con Để là con biết cái cảm giác Khó khăn của cha, của mẹ Khi chúng ta mang thai rồi chúng ta sinh nó ra đời rồi kể cho nó những cái ngày mà chúng nó mới sinh ra đời ai là người thay tã thay bỉm cho con lau rửa cho con mà bây giờ bị bố mẹ bẩn một tí bố mẹ hôi một chút con đã kêu con đã sợ con đã tránh xa rồi nhưng khi con ấy mà con tè con ị đùn ra đấy thì ai là người lau dọn cho con hãy nói cho nó biết tình yêu thương của cha mẹ để nó thấu hiểu được để nó biết được cái lòng tri ân tới cha mẹ. Và cái ngày đấy phải tri ân cha mẹ. Tri ân cái người cô dì chú bác, ông bà, anh chị em đã thành tựu cho nó, đã giúp cho nó để nó ra đời. Được đến ngày hôm nay. Cái đấy mới cái quan trọng. Chúng ta phải hết sức phản tỉnh cái điều này.